Ngoài anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, ngoài sẽ quay và giới thiệu cho quý vị dự án hai căn nhà rất là gần với trường Đại học Fendica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông. Cụ thể của nó thì là gần với cạnh cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài thuộc phố Nguyễn Trác Hà Đông Hà Nội. Với hai cái căn nhà này, thông số nhà như sau: diện tích 35m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ trước nhà thực tế ô tô 7 chỗ vào tận cửa, và với cái hướng nhà là hướng đông bắc. Ở đây thì thiết kế hai căn mới tinh, vừa mới hoàn thiện xong hết. Hôm nay Ngọc Ánh quay và review tới cho quý vị nhé. Với cái vị trí này thì phù hợp với quý vị nào đi theo cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài này, gần với trường Đại học Fenica này, đi làm theo trục đường Lê Văn Lương đi lên tới Thanh Xuân rất là ok, phù hợp với làm ở Hà Đông này, Thanh Xuân này, và có thể tầm khoảng tầm 12 đến 13 km quay đầu là ok. Sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, giá bán của anh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Với cái thiết kế 35m², cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt mỹ thuật sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo em vào cụ thể với cái căn nhà thiết kế ra sao. Tầng 1 của ngôi nhà: phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngoại anh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này hoàn thiện chỉn chu xong hết, đúng như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay quý vị nhé. Đấy, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Phần không gian phòng khách thì quý vị có thể nhìn thấy chủ nhà thiết kế cũng khá là cầu kỳ cho quý vị. Đèn chùm này, hệ thống trần thạch cao này, trần phào này, rất là hợp lý này. Sổ đỏ đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ. Nói chung, quan trọng nhất là vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Gần như cái căn nhà này sát với khu đô thị Đô Nghĩa, cạnh công viên âm nhạc, cạnh với trường cấp 2 Yên Nghĩa, cạnh với trường cấp 1 Yên Nghĩa, tiện ích chợ trường phường trạm xung quanh ngập tràn, giao thông đi lại thuận tiện. Giá bán hợp lý cho một ngôi nhà 5 tầng xây mới, diện tích 35m², cả nhà và đất quý vị nha. Đây là cái phần không gian phòng khách và đây là phần không gian phòng bếp thưa quý vị. Với phần phòng bếp này thì cũng hoàn thiện cho quý vị xong hết. Xung quanh đã được sử dụng kính ốp bếp, tủ bếp thiết kế tủ gỗ MDF lõi xanh, chống cong vênh, độ bền tuổi thọ của nó khoảng tầm 12 cho tới 15 năm. Đó, với cái phần phụ kiện bếp chất liệu inox 304 rất là dày dặn chắc chắn, chậu rửa, vòi rửa, mặt bếp ốp đá granite. Tông màu chủ đạo của nhà, cái ngôi nhà này là màu trắng, phần sơn này, phần gạch này, tủ bếp này, đấy. Ở dưới thì màu gỗ cánh gián quý vị nha. Nói chung là thiết kế hợp lý lắm. Và với cái phần tầng 1 thì ngoài ra còn thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh, sử dụng nhu cầu ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc ốp đá tự nhiên. Và ngoài đã review cụ thể cho quý vị đường hướng giá để dưới phần miêu tả. Quý vị sau đây theo dõi em thì lên trên các tầng để khám phá xem căn nhà này thiết kế như thế nào, có hợp lý hài hòa hay không. Với ngôi nhà tầng 2, 3 và 4 thiết kế giống nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Đây mọi người ơi, mọi người có thể nhìn thực tế đây. Phòng ngủ rất là rộng, sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây, đứng từ vị trí ngôi nhà này, gần như là nó nằm cạnh với khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Đó, với cái căn phòng rất là rộng, rất là vuông, dễ dàng kê đồ nội thất. Đây, rộng đúng không ạ? Hệ thống trần thạch cao, tông màu thiết kế hài hòa hợp lý. Không gian phòng bước vào tương đối rộng, hướng nhà đông bắc cũng rất là mát. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ở tầng 2. Hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá, bồn cầu liền khối, vắt khăn già. Ở cái phần này thì có quạt hút mùi rồi quý vị nhá. Đó, cửa phòng vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với thiết kế tầng 3, tầng 4 và tầng 2 Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, giống hệt nhau. Như vậy với cái căn nhà 5 tầng này thiết kế cho quý vị 3 phòng ngủ rất là rộng. Đấy. Sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh,
hồ sơ xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị mua nhà sau khi ngân hàng định giá. Về cái phần ngân hàng thì hiện tại cái lãi suất của nó rất là hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu về phần ngân hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em nha. Tất cả các phòng đều được lát sàn gỗ. Phòng vệ sinh rộng rãi. Nói chung là các phòng thiết kế giống nhau quý vị nha. Đó. Thiết kế giống hệt nhau. Bồn cầu liền khối này, lavabo này, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, hết đầy đủ cho quý vị rồi. Xây thì có hai căn theo hình thức liền kề, còn lại thì tường riêng, móng riêng, cột riêng, tất cả nha quý vị. Nói chung Ngọc Ánh quay review cụ thể đường hướng ngõ giá vị trí cho quý vị để quý vị có thể tham khảo quý vị. Trước khi đi xem thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn cho mọi người cái tầm tài chính tối đa nhất, những cái nhu cầu của quý vị làm sao cho nó hài hòa, phù hợp với mọi người nhất. Và sau đây mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống các khu vực cầu thang từ tầng 5 xuống tầng 1. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Không gian phòng thờ hợp lý, phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi nha mọi người ơi. Với cái phần sân phơi này rất là rộng. Đứng từ vị trí ngôi nhà này thì có thể nhìn thấy thực tế khu đô thị, nhìn thấy trường học cấp 1, cấp 2, vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hóa 0884414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.